Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi rất là vui mừng và muốn tặng cho tất cả chúng ta một cái món quà rất là ý nghĩa và rất là độc đáo. Nhân cái dịp là kênh YouTube của chúng tôi đạt 10.000 người theo dõi. Và đây là cái mốc rất là quan trọng. Và tôi thấy rất là hạnh phúc khi có rất nhiều người đang theo dõi những cái sản phẩm của chúng tôi. Thì hôm nay tôi có một cái món quà, đó là hai cái cuốn sách mà tôi vừa mới được tặng. Đó là hai cuốn sách vai mềm, một cái cuốn sách tên là Sổ tay người chơi đá, một cuốn sách là Phương pháp giám định đá quý của thầy Khôi Viện Ngọc học Doji, nói rất chi tiết về các cái khoáng vật đá quý và chi tiết đến rất chi tiết đây về các loại tỉ trọng, rồi tên đá, rồi ruby, rutin, sapphire, rất là tật. Tôi nghĩ là tất cả các cái thông tin về đá quý nó sẽ có tất trong cái quyển sách này. Vâng, về các cái cấu tạo bao thể, rồi cấu trúc liên kết, rồi rất là tật. Đấy. Để chúng ta đọc quyển này, chúng ta nghiên cứu thì có lẽ là sẽ vỡ ra rất là nhiều tính quang học và các phương pháp xác định. Vâng, có rất nhiều các phương pháp xác định ở đây thì chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Đấy, ở đây có rất là nhiều cái kiến thức rất là bổ ích ở đây. Và một cái quyển nữa, đó là quyển Sổ tay người chơi đá. Sổ tay người chơi đá thì xem nào, tôi dùng này nhé. Đấy, có vô vàn các loại đá quý ở đây. Nhà xuất bản Dân Trí, còn quyển lúc nãy là nhà xuất bản Bộ Giáo Dục. Vâng, rất là hay. Đây có các cái đầu mục của tác giả đã để sẵn ở đây rồi. Xem tác giả là Đỗ Đức Quang, Phùng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Thành. Đây là những người đi đầu về nghiên cứu đá quý và để lại cho chúng ta cái kho kiến thức. Bây giờ chúng ta chỉ việc nghiên cứu thôi. Và đây nó rất là nhiều loại này, rất nhiều loại đá này, có tất tật tật ở trong này luôn. Vâng, đây tôi xem nhé, ví dụ như là aquamarine này. Đấy, aquamarine thì nó sẽ có cái gì? Đấy, thành phần cấu tạo hóa học và thành phần có gồm cái gì, độ cứng làm sao, tinh thể, tỉ trọng, có tất tật rồi đấy. Rồi là ví dụ như là xem nào, ở đây xem ruby ở đâu này. Xem ruby đây. Đấy, ruby này, hình thể thoi, diện độ cứng 9, tỉ trọng 39/41, huyết vỡ ổ sò. Đấy, sẽ có tất tật tật các cái thông số và các cái đặc tính của ruby sapphire. Đấy, xem nào, ngày xưa các bác đã nghiên cứu spinel rồi này. Spinel này, đấy, spinel này, công thức hóa học này, lập vương, tinh thể lập vương, độ cứng 8, tỉ trọng 3.6, huyết vỡ vỏ sò. Đấy, thạch anh, rồi là peridot, tourmalin, topaz. Ồ, tuyệt vời, quá hay. Hy vọng là chúng ta sẽ nghiên cứu và học hỏi được nhiều điều từ hai cuốn sách này. Và cái hình thức nhận quà thì như sau, rất là đơn giản thôi. Chúng ta vào kênh iRuby Official, chúng ta đăng ký kênh và viết cái Gmail của chúng ta để tôi sẽ gửi trực tiếp cho từng người một vào cái địa chỉ Gmail của chúng ta, mà cho những người mà đã đăng ký kênh. Và chúng ta có thể kết bạn Zalo
theo cái số mà tôi để ở phần dưới phần mô tả, để chúng ta có thể, nếu mà tôi chưa kịp gửi qua Gmail thì, hoặc là ai không có Gmail thì gửi qua Zalo đấy, thì gửi vào đấy để tôi kết bạn. Và nhớ là chúng ta đăng ký kênh để cho chúng tôi có thêm các cái động lực để làm thật nhiều video để gửi tặng cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Và ai có Facebook thì chúng ta có thể like fanpage cho chúng tôi. Trên fanpage thì tôi cũng update và cập nhật liên tục các cái sản phẩm mới, fanpage và Zalo. Vâng, thì xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một cái chúng ta luôn có một cái kiến thức nhất định, thật nhiều kiến thức để có thể mua hàng, chơi đá, chơi ruby. Xin cảm ơn tất cả mọi người.